Sáng ngày 12 tháng 12 tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2024 và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Cùng dự buổi lễ có đồng chí Lương Cường, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Lê Hoài Trung, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì lễ kỷ niệm. Đồng chí Lê Minh Trí, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại buổi lễ, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị trình bày diễn văn kỷ niệm khẳng định: Ngày 22 tháng 12 năm 1944, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập. Ngay từ ngày đầu thành lập, đội đã có chi bộ đảng, 4 đảng viên, có chức danh chính trị viên và tiến hành các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Thực tiễn 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của quân đội ta đã khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị và trọng trách của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp toàn quân trong củng cố, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng với quân đội. Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong việc xác lập và hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của đảng với quân đội, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng. Thực tiễn 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của quân đội đã khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị và trọng trách của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp trong toàn quân trong củng cố, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với quân đội, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, xây dựng nhân tố chính trị tinh thần, yếu tố cơ bản quyết định sức mạnh chiến đấu, chiến thắng của quân đội ta, làm cho công tác đảng, công tác chính trị thực sự trở thành linh hồn mạch sống của quân đội, là nguyên tắc cơ bản trong xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng của đảng. Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi nhận thấy những năm qua, Tổng cục Chính trị đã không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang, nêu cao ý chí, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tôi vui mừng thấy rằng những năm qua, Tổng cục Chính trị đã không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang, nêu cao ý chí, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Các đồng chí đã luôn luôn quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng, nắm chắc tình hình, chủ động, nhạy bén, sắc sảo trong tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, mà thường xuyên trực tiếp là Quân ủy Trung ương, đề ra những chủ trương, những giải pháp hữu hiệu xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, đặc biệt là thế trận lòng dân vững chắc, tạo nên sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm trao huân chương độc lập hạng nhất tặng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng, biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc, sự trưởng thành vượt bậc và truyền thống vẻ vang của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam gây dựng suốt 80 năm qua. Với những chiến công thành tích đã đạt được trong
80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển, Tổng cục Chính trị vinh dự đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống, Tổng cục Chính trị vinh dự tự hào được đón nhận huân chương độc lập hạng nhất. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc, sự trưởng thành vượt bậc và truyền thống vẻ vang của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam trong 80 năm qua. Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng, từ những chiến công, thành tích xuất sắc đạt được trong 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và thường xuyên trực tiếp của Quân ủy Trung ương, sự phối hợp hiệp đồng giúp đỡ của các ban bộ ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương cùng các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ ngày càng trưởng thành, vững mạnh, không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với tình cảm đặc biệt và niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trước lễ kỷ niệm, đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã dâng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn, thành phố Hà Nội.